Trước tình hình bệnh sởi đang có chiều hướng bùng phát tại Hà Nội, cũng như cả nước chuẩn bị vào mùa của các loại dịch bệnh khác, sáng nay ngày 16 tháng 8 năm 2018, tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ đã diễn ra buổi tọa đàm trực tuyến bệnh dịch và cách phòng ngừa. Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo các bệnh viện nhi, bệnh viện nhiệt đới trung ương và thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, cũng như đội ngũ chuyên gia, bác sĩ về tiêm chủng đến từ hệ thống tiêm chủng VNVC, đơn vị tài trợ cho buổi tọa đàm. Tại buổi tọa đàm, các bác sĩ đã đề cập đến hai lỗ hổng lớn khiến công tác tiêm chủng mặc dù gần như đã phủ kín tới đối tượng trẻ em nhưng vẫn có trẻ em nhiễm bệnh. Đó là các trẻ sơ sinh dưới 9 tháng tuổi chưa được tiêm ngừa mũi đầu tiên nên cần phải tăng cường miễn dịch cộng đồng và mũi tiêm nhắc lại cũng không được chú ý. Còn một cái mảng dân số ở trong cộng đồng để tạo nên cái miễn dịch cộng đồng lớn hơn, đó là những người lớn. Thì những cái người lớn này có những cái đối tượng đặc biệt, trong đó đối tượng ưu tiên số 1 là phụ nữ chuẩn bị mang thai. Thì chúng ta cần phải đánh động lên cái đối tượng mà phụ nữ chuẩn bị mang thai để họ chích một số vaccine phòng bệnh cho bản thân của cái người mẹ. Và đồng thời chính cái việc tiêm vaccine này nó sẽ truyền cái kháng thể đã phòng các cái bệnh này cho những trẻ em mới sanh. Và như vậy chúng ta phòng được các cái bệnh mà đang có xu hướng quay lại cho những trẻ mà mới sanh ra mà chưa kịp tới tuổi để tiêm vaccine. Bên cạnh đó thì cái đối tượng mang các bệnh đang không may mắc các bệnh đặc biệt, ví dụ mãn tính như là tiểu đường, tim mạch, huyết áp, thì đây là những đối tượng mà chúng ta cũng cần phải chú trọng việc tiêm vaccine. Vì khi không may nhiễm các bệnh thì cái tình trạng bệnh trên những cái người đang mắc bệnh mãn tính cũng rất là nặng. Như chúng ta đã biết là cái tiêm mũi nhắc lại của tất cả các loại chích ngừa đều rất là quan trọng, bởi vì khi mà nhắc lại giúp cho cơ thể, cái hệ thống miễn dịch cơ thể nhớ lại cái con vi trùng mà có khả năng bảo vệ cơ thể tốt hơn, vì cái đó thì rất là cần thiết. Tuy nhiên á, thì những cái khó khăn này mà thực hiện cái việc nhắc lại á, thì nó có nhiều, đến từ nhiều phía. Cái phía thứ nhất đó là về phía bệnh nhân, thì đặc biệt đối với những em bé mà trên 1 tuổi á, thì em bé đó khá là khi cái mối quan tâm của phụ huynh về cái chích ngừa của em bé nó lại ít đi, đặc biệt là đối với những cái gia đình khó khăn, họ tập trung vào cái vấn đề mà nuôi dưỡng cho em bé rồi đi học hơn là cái chuyện là chích ngừa. Cái thứ hai nữa là ở trên 1 tuổi thì em bé nó lại dễ bị mắc bệnh hơn, nó có nhiều bệnh nó có thể mắc ở trong cái giai đoạn đó. Mà chính cái chuyện mà mắc bệnh mà nó nhẹ nhẹ như vậy á, thì sẽ khiến cho em bé khi đến cơ sở y tế nếu mà không được tư vấn tốt hoặc là không được khám kỹ, không được cẩn thận lưu ý á, thì những em bé đó lại được trả về và không được chích ngừa bởi vì em bé nó là bị bệnh. Và cái chuyện thứ ba nữa đó là ở những nơi mà em bé chích ngừa thì được quản lý tại địa phương, nhưng mà khi mà em bé nó lớn lên một chút thì ba mẹ em bé có thể đi đến những cái nơi khác làm việc, và đến nơi khác làm việc đưa em bé theo thì cái vấn đề theo dõi và chích ngừa của những em bé đó nó lại không được liên tục. Ngoài ra, theo lời khuyên của các bác sĩ, ngoài việc tiêm ngừa vaccine đúng liều, đảm bảo thời gian thì đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân cũng là điều quan trọng để ngăn ngừa dịch bệnh.